Hello cả nhà xe đạp Nhật Bản xin chào. Hôm nay lên cho cả nhà một siêu phẩm. Đây là một con twin của Mỹ hay cả nhà. Đây là một con xe mình xách tay trực tiếp từ thị trường Nhật về. Ổng rày thì ít xe cho nên là mình ít có lên video. Đây là một con twin 700C, cây sườn rất là độc hay cả nhà, và nó sẽ có một số cái điểm rất là đặc biệt để đi vô chi tiết cho cả nhà cùng tham khảo một mẫu xe được sản xuất khoảng năm 2010. Cho đến nay thì con xe này có tuổi đời khoảng 2 2 10 12 13 năm rồi ha cả nhà, 13 năm đi. Một con twin màu cũng rất là đẹp luôn. Thoạt nhìn thì khi chúng ta nhìn thì có thể nghĩ rằng thì đây là một con xe sườn sẽ được làm bằng carbon, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn kỹ thì không phải nha cả nhà. Theo như nhà sản xuất thì đây là một cây sườn được chế tạo từ sợi lanh á, sợi lanh mà để mình làm vải á cả nhà, rất là độc đáo. Điểm tiếp theo là dè trắng bùn nha, dè trắng bùn thì được làm bằng tre, đây cả nhà là do Trinh sản xuất luôn nha, đây do Trinh sản xuất luôn. Hai cái dè trắng bùn trước sau là nó giống nhau hết, để mình đi từ sau ra trước đi cho cả nhà cũng có thể tham khảo dễ hơn ha. Đây cái dè trắng bùn này thì được làm thủ công hay cả nhà, hoặc là nếu như mà sản xuất hàng loạt thì nó sẽ chuốt bằng máy quá đúng không? Đó, bằng tre nha, rất là đẹp luôn. Con xe này mang giá trị sưu tầm cực kỳ cao. Đây là một con xe 700C hay cả nhà, niền là niền nhôm này, câm là câm inox đó. Bộ chuyển động là Shimano Alivio, con này thì sử dụng cái dây sơn cũng rất là đặc biệt, cái này là dây sơn nó mạ của KMC hay cả nhà, nó mạ màu vàng rất là đẹp. Khi mà chúng ta đi ở ngoài đường thì có thể là cảm nhận nó sẽ rõ ràng hơn trong video. Giò dĩa nè, giò dĩa là giò dĩa Shinzino 900X. Con này thì để mình đếm cái hình như là rất là nhiều tốc độ, lên đến 9 nhân cho 3 là 27 tốc độ thì phải đó. Đúng rồi cả nhà, cái này là lên tới 9 luôn, 9 líp luôn nha cả nhà. Sử dụng cùi đề Shimano Alivio, con xe rất là đặc biệt. 9 nhân cho 3 dĩa là 27, tất cả đều là đồ nhôm. Con xe này về thì không có pedal nha cả nhà, cái này mình trang bị thêm, này mình mua thêm ha. Ví dụ như mình thích cái pedal nào đó thì mua gắn vào. Chiều cao xe này đi được thì tầm khoảng 1m55 cho tới 1m7. Ngoài cây sườn bằng sợi lanh ra, hai cái dè trắng bùn là bằng tre, thì còn lại là carbon nha cả nhà. Cốp yên nè carbon, cái đông môn tăng cũng là carbon, và kiếm trước cũng là carbon luôn. Để mình nói sơ về cái yên Royan này ha cả nhà, cái yên này rất là ngon luôn. Đây, cái yên này là trước giờ mình thấy cũng rất là nhiều loại yên ha, nhưng mà riêng cái này thì ngồi cực kỳ ngon. Đó, nó có hai cái đệm ở dưới và ở trên đây nó sẽ có hai cái lằn hai bên, nó chạy giống như là một cái ná nạng thun vậy đó ha, nó phát quang được luôn. Cái này đi ban đêm chắc rất là đẹp nè. Càng thắng là càng thắng, này là càng thắng trước sau là tấp ga rồi. Yên là yên da nha cả nhà, đây yên này là yên da, còn cái này là cây carbon nha. Đó, cây sườn thì không có mối hàn nha cả nhà. Đây đó thì kiểu giống như khung này là khung nó đắp á, nó đắp xong rồi nó mài nó dũa lại ha cả nhà, rất là đẹp. Để mình búng cho cả nhà nghe cái tiếng ha. Có thể gọi thì cây sườn này cái chất liệu nó cũng tương đương như là carbon vậy đó, nhưng mà nó sẽ thân thiện với môi trường hơn so với carbon ha. Đây, màu là màu trắng nè, kết hợp với màu xanh, kiểu sản xuất một con xe ra để thương mại về vấn đề về môi trường, cho nên là nó sẽ thiên về những cái màu thiên nhiên hơn, ví dụ như màu trắng sữa kết hợp với màu xanh lá nhẹ nè. Còn cây sườn này chính giữa ha, thì cái chỗ này nó sẽ không sơn, nhưng mà có một điểm rất là đặc biệt của con xe này, đó chính là đùm trước là đùm dynamo. Cái dynamo này nó sẽ cấp điện cho cây sườn này, ở đây nó sẽ có một cái lỗ nè, và nó sẽ đặt cái đèn ở bên trong này này cả nhà.
Khi chúng ta chạy thì cái đèn này nó sẽ tự động nó phát sáng rất là đẹp. Để mình quay cho cả nhà xem ha. Nó trang bị cái đùm dynamo này cũng là cái đùm xịn của Shimano luôn. Để mình quay cho cả nhà xem. Con này thì sử dụng ở trong rất là đèn led. Ban ngày thì chúng ta sẽ không cảm nhận rõ ràng về cái đèn này, nhưng mà ban đêm thì mình nghĩ nó chạy, khi mà chạy thì nó sẽ rất là đẹp nha cả nhà. Đùm Shimano Nexus. Sorry, đùm Shimano thôi chứ không có Nexus ha. Nexus là đùm sao. Đùm năng lượng á, đùm năng lượng trước của Shimano. Đây. Cốt trước và cốt sau là cốt tháo. Cốt này không biết là do khách chủ của người ta độ hay là zin, nhưng mà mình thấy cái cốt này, hai cái cốt này rất là đẹp nha cả nhà. Đây. Con xe này thì không có gì phải bàn cãi về chất lượng cả, về giá cả thôi ha. Giá cả thì con xe này mình đang kêu bán là 22 triệu nha cả nhà. Đó. 22 triệu. Đây. Chuyên nè cả nhà, nó logo chuyên ha. Hôm trước mình có một con chin á, nó sử dụng đùm số 4 số của Stermy Archer của anh á. Mới 100% cũng xách tay ở Nhật về, rất là đẹp ha. Con xe nó bán cách đây khoảng hơn 1 năm. Con này thì sử dụng tay cũng là tay của Alivio luôn, còn càng thắng thì sử dụng càng thắng của chin. Cái này là bằng nhôm hết nha cả nhà. Và một điểm cũng khá là độc đáo nữa là cặp tay Brut của anh nè. Đó. Anh sản xuất ha, thì cặp tay này nó cũng dạng như là gỗ gì đó cả nhà, cầm vô thì nó sẽ rất là chắc tay ha, còn ở ngoài đây thì là bằng nhôm đó, kết hợp với nhôm rất là độc. Nói chung là con xe này cũng khá là độc đáo đó, nếu như mà kiếm một chiếc như thế này cũng hơi chua ha, tại vì con này cũng bán hình như là giới hạn thôi chứ không có bán nhiều lắm, cho nên là ở Việt Nam thì có thể là chúng ta sẽ không bắt gặp luôn. Ở Nhật nó đã hiếm rồi. Thì đừng nói tới ở Việt Nam hay cả nhà. Đó. Cốt carbon hết nha cả nhà. Đây. Đó, chiều cao thì con này giống như mình nói hồi nãy thì tầm khoảng 1m55 tới 1m7 đi là rất đẹp ha. Đó, chiều cao của nhà sản xuất luôn á. Đây. Chuốt bằng tre hay cả nhà. Ở chỗ bằng tre của chuyên sản xuất luôn. Đó, cây sườn thì chúng ta sẽ không thấy mối hàn đâu, nó đổ liền khung hết hay cả nhà. Đó, rất là độc đáo. Con này có chân trống luôn nha cả nhà, tại vì mình trống đứng lên cho nó dễ thôi, dễ nhìn thôi.